Bước 1 là cái bàn tạo trang lốc xin nè. Ok chưa? Tạo trang lốc xin nè. Ok. Giao diện nha. Giao diện nè. Giao diện này chỉ mang tính chất tham khảo nha, bởi vì các bạn có thể làm những cái giao diện nó đẹp hơn. Giao diện của nó là như này. À rồi có lưu mật khẩu nữa. Đây. Nó có thêm cái là coi là lưu lại mật khẩu ha. Cái này là bữa tôi hướng dẫn các bạn rồi. Thì bây giờ cô thêm các bạn cái phần nữa là phần lưu lại mật khẩu ha. Các bạn vào mở search cái checkbox nè. Widget nè, các bạn lấy cái checkbox nè. Nếu tìm không thấy á thì kéo xuống các bạn search cái checkbox ra nè. Nắm cái checkbox thả vào đây nè. Đâu rồi? Đây. Thì các bạn kéo xuống nè. Cái checkbox nằm ở edit text này đây. Nằm ở checkbox nằm ở dưới ha. Ok chưa? Thì cái này nó hơi bị tuột xuống này, cô đẩy nó lên xíu nha. Nó thấp quá, cái này ta đẩy lên xíu nào. Thì các bạn đừng để cái vertical, đừng để cái này là center vertical nữa. Các bạn để cái này bình thường thôi. Xong cái này các bạn để cái margin top. Trật tự nha các bạn ơi. Con trao đổi là cô Hồng không có chỉ bài nữa đâu, ồn quá. Đấy các bạn đẩy xuống xíu. Tức là các bạn bố trí cái giao diện làm sao là cân đối nha. Cái này các bạn cho có cái padding ở phía trên này nè. Padding ở đây nè, để cho nó khoảng để 18 dp. Để cái giao diện nó có cái khoảng hở ở ngoài nè. Cho nó đẹp nhá. Chưa? Rồi bây giờ cái checkbox này các bạn thêm. Bữa trước là học cái môn là trong cái lớp 7 có cái phần mà nhớ mật khẩu nha. Cô sẽ demo luôn, các bạn làm luôn nha. Có cái phần nhớ mật khẩu nha. Ok. Checkbox ở đây các bạn để là lưu thông tin nè. Cái này là check remember nè. Được chưa? Ở chỗ này là sẽ là lưu thông tin. Đấy, chạy lên ta sẽ chạy cái này. Đây, demo lại cái bài này cho các bạn coi. Đúng không? Đây chờ xíu nha, cái này nè, các bạn hình dung rồi đã, vào đầu tiên là vào cái login trước. Được chưa? Cái này các bạn làm một ngày là xong. Chờ xíu. Đây cái này tôi sẽ làm nhanh nha các bạn. Rồi bây giờ cô sẽ demo cái phần nhớ mật khẩu nè. Các bạn vào login nè. Các bạn viết cho cô một cái hàm private void nhớ mật khẩu lưu thông tin ha. Lưu thông tin nè. Ok. Đây. Ủa sao kỳ vậy? Cái này checkbox mà. Sao ra cái thằng này kỳ vậy? Coi lại nha. Ủa rõ ràng là checkbox mà. À. Cái này là đổi mật khẩu. Quên, cô chưa đổi nha. Sorry. Cái này ta chạy đầu tiên phải chạy login nha các bạn. Login nè. Ok. Thấy chưa? Rồi. Các bạn nếu như mà máy ảo có vấn đề thì các bạn nên chạy cắm máy thật vào cũng được ha.
không nhất thiết phải chạy, cứ chạy phải cài máy ảo. Các bạn có thể lấy cái dây á, các bạn cắm máy ảo và các bạn chạy. Config máy ảo thì có cái cô hướng dẫn, hoặc các bạn lên mạng các bạn search á, là người ta config cái máy thật như thế nào để các bạn chạy được cái ứng dụng á, cắm vào chạy trực tiếp luôn. Đấy, trang login ha. Bây giờ này các bạn nhìn nè, cô lưu mật khẩu nhá. Thì cô sẽ lưu ba cái này: username, password và lưu thông tin cái check này cô cũng lưu luôn. Nếu cô có admin, admin xong cô bấm lưu thì cô sẽ có ba cái thông tin cần phải lưu. Thì ở đây tôi sẽ lấy ba thông tin để lưu vào. Đó là string username, string password và boolean lưu check. Đấy, tôi sẽ lưu ba thông tin này. Thì để lưu ba thông tin này các bạn mở cái anh là bài lab 7 á, bài 7 á, thì nó sẽ có lưu thông tin. Được chưa? Thì các bạn có share preference. Đấy, chấm preference. Sẽ bằng get preference, get share preference. Cái đầu tiên là các bạn để nó là cái chuỗi, cái file. Cái file này là file các bạn đặt tên là lưu thông tin, thông tin chấm .dat hoặc thông tin chấm gì đó. Còn cái này các bạn để là private mode, private mode, private. Được chưa? Đấy, sau các bạn để là save preference chấm editor, editor sẽ gán bằng preference chấm edit. Rồi bây giờ các bạn lưu nào, thì editor if nếu như cái check này mà bằng true thì các bạn sẽ lưu vào editor.push, push string, đưa chuỗi vào. Cái này là để username, phải ta truyền cái username này vào các bạn nè. Cái này để lưu mật khẩu, lưu username nha, tương tự với là put cái password. Cái này các bạn để có cái password. Cái này để là password. Và một cái nữa là put boolean. Cái này để là check. Cái này để là check. Còn ngược lại nếu check này là phone thì các bạn clear editor chấm clear, xóa hết anh này. Nếu như nó true thì lưu, còn mà không mà nó phone thì các bạn xóa hết. Và sau để các bạn commit editor.commit. Commit là để xác nhận cái việc các bạn lưu. Lưu xong rồi các bạn lấy ra thì làm như nào? Các bạn dùng cái load data. Ta viết cái hàm, thêm cái hàm nữa. Load data. Các bạn load dữ liệu ra. Load dữ liệu thì không cần đổi số. Bây giờ các bạn lấy dữ liệu từ cái preference này nè. Đấy, các bạn copy anh này. Được chưa? Tôi viết ngắn ngắn gọi dễ. Preference. Trên này các bạn lưu vào file nào, ở dưới các bạn sẽ lấy cái file đó luôn. Đúng không ạ? Sau đấy các bạn lấy dữ liệu ra. Sau đấy các bạn fill nó vào cái edit text nè. Edit text này, username. À, đầu tiên tôi phải kiểm tra đã. Nếu như nó không có gì, đầu tiên vào nếu như không có gì. Đúng không ạ? Tôi lấy anh này trước nè. Tôi lấy anh check này trước nha. If cái boolean, cái check sẽ gán bằng cái preference chấm get
bu lần. Tôi lấy cái anh check. Nếu anh này có thì nó lấy check, còn nếu không có tôi để là phone. Tức là nếu như nó không có tôi xác định luôn là phone. Hiểu không ạ? Rồi, if check mà true thì tôi sẽ fill dữ liệu vào máy anh này các bạn ạ. À. Edit text username chấm set text nó sẽ bằng gán bằng gì đó, tôi lấy từ cái preference ra chấm get string, à tôi lấy username ở trên này. Nếu nó không có thì tôi để là trống, đúng không ạ? Tương tự cái này edit text password, tức là giá trị này, giá trị cái đối số thứ hai là đối số là giá trị default ha. Ok, xong được chưa? Cái này là load data. Rồi bây giờ tôi gọi cái hàm load data các bạn nào. Ctrl C load data tôi gọi vào đây. Được chưa? Để load trước. Bây giờ lưu nè, lưu nha. Ta có checkbox nè. Checkbox ta chưa khai báo, bây giờ khai báo checkbox nè. Checkbox remember nè. Rồi ta cũng file view by ID nó nè. Tham chiếu nè. Remember nè. Checkbox remember nè. Rồi. Bây giờ các bạn khi các bạn click nha, các bạn sẽ như này. Boolean check gán bằng checkbox remember chấm checked is checked, tức là tôi gán nó bằng check. Nếu nó trả về true, nếu là được check, mà trả về phone nếu không check. Được chưa? Rồi sau để tôi gọi cái hàm, gọi tới cái hàm lưu thông tin. Xong để tôi truyền ba đối số vào. Thứ nhất là tôi truyền username để lưu vào nè. Username tôi truyền password nè. Và tôi truyền cái biến check này vào nè. Đấy, nó lưu. Nó lưu xong thì các bạn mới báo là nó thành công. Sau nó nhảy sang bên kia. Rồi bây giờ chạy nha. Rồi các bạn thấy nó đang trống nhá. Bây giờ cô để là admin nè. Admin nè. Các bạn check nè. Đăng nhập nè. Rồi ok, chạy lại nhá. Đấy, tức là bây giờ khi nãy là các bạn chạy thấy nó trống đúng không? Bây giờ chạy lại nè. Xem nó có chưa. Đã lưu được password chưa? Chưa. Tôi có nhầm chỗ nào đây à? À cái này là password nha các bạn. Đó. Ok. Ta coi lại xem đúng chưa nhá. Load lại data nè. Được chưa? Riêng cái check này là chưa được check thôi. Còn cái này ok chưa? Cái check được check thì các bạn chỉ cần gì đấy ạ? Check remember chấm is checked gán bằng đúng cái check thôi. Đấy là xong. À gán bằng của ôi gì kì nhỉ. Set check chứ. Set check chứ. Set check cực chứ. Đó. Ok, chứ không phải is check cực nha. Chạy nó sẽ check luôn. Nếu có là nó check, nếu không có là nó sẽ trả lại là phone. Là nó không check nữa. Ok chưa? Được là phần được xong cái phần cái này là remember nha. Được chưa? Bây giờ cô hủy nè. Hủy lưu đúng không ạ?
Bây giờ gửi lưu nha. Đăng nhập nè. Rồi chạy lại nha. Nó sẽ không lưu nữa. Nó sẽ không lưu nữa. Mất chưa? Ok chưa? Rồi, thì đó là phần lưu thông tin. Cái này là trong bài 7, lắp 7. Các bạn nhớ làm cho cô luôn nhé. Rồi tiếp nè. Vậy thì cái phần này chúng ta sẽ làm cái gì đây? Phần này chúng ta khi giao diện nè, là chúng ta sẽ có thêm cái phần là lưu thông tin đúng không? Đây, snipping tool nè. Đấy, cái này là sẽ có thêm phần là lưu thông tin. Đây, thì cái code mà cái phần này nè, đây nha, giao diện nè, giao diện nè. Đây, login nè, giao diện nè. Ok chưa? Đó, đây là cái phần giao diện nha. Ok chưa? Rồi, đến cái phần là code Java nè. Đây. Cái code này, cái phần này là phần đăng nhập nè. Chưa, cái code này là code đăng nhập nè. Đấy, cái này các bạn phải chịu làm chứ không có cách nào khác nha. Chứ còn cô giảng hay là cô làm chỉ là code của cô thôi. Cái phần này nè sẽ là cái phần mà hàm đăng nhập nè. Đó. Cái này là hàm lưu thông tin nè. Lưu thông tin nè. Đây, lưu thông tin nè. Là cái hàm này nè. Và cái hàm nữa là hàm load thông tin nè, đăng nhập lên form nè. Cái này là load thông tin đăng nhập lên form nè. Thấy chưa? Ok chưa? Có hiểu chỗ này không? Được chưa? Hiểu chỗ này không? Rồi, sau khi các bạn, sau khi đăng nhập xong, đăng nhập thành công, thì sẽ chuyển sang Activity, Main Activity. Chưa? Rồi, Main nè, Main Activity nè. Giao diện nè. Thì các bạn cái giao diện ấy, cái main, hàm main này nè, đăng nhập thành công thì nó sẽ nhảy vào cái hàm main. Cái hàm main này các bạn làm cho có một cái menu để các bạn lựa chọn, đúng không ạ? Cái menu để lựa chọn nè, nó đăng nhập quản trị nè, hoặc là các bạn làm là quản lý lớp học nè, quản lý sinh viên nè, và đăng xuất chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì các bạn vào đây các bạn có thể tạo mấy cái icon
Các bạn vào đây các bạn tạo một cái icon. Đấy, các bạn có thể tạo class. Class. Tạo icon là người dùng sinh viên. Person. Đấy, một cái các bạn tạo là đổi mật khẩu. Đây. Một cái các bạn là thoát access. Đây các bạn tạo cái giao diện ở trong cái main activity. Các bạn bỏ cái này, bỏ cái layout này đi. Cái này đừng có để là constraint layout. Các bạn để cái linear hoặc là để relative layout. Đấy cho dễ ha. Cái này bỏ cái này đi. Các bạn kéo cho cô cái image view vào đây. Lấy cái thứ nhất là cái student, cái lớp học class. Đó. Sao nhỏ xíu vậy trời. Cái này các bạn để là align parent top to align parent left to. Cái này là SR. FDC draw class. Margin top để 200 pixel. 200 dp. Margin left các bạn để khoảng là 50 dp. Các bạn thấy không ạ? Nó nằm ra đây rồi. Được chưa? Rồi. Thì các bạn thêm cho cô một cái text view ở đây nữa. Một cái text view ở đây nữa. Text view. Wrap content, wrap content. Margin align left. Các bạn để cho cô là chu. Text
quản lý lớp. Nó below. Nó nằm dưới anh nào? Nó nằm dưới anh nào? Cái này cô để là image view lớp học. Nó sẽ nằm dưới cái anh lớp học này. Và nó margin left. Nó nằm dưới lớp học thì nó margin left nó khoảng là, ví dụ như nó khoảng là 40 dp. Được chưa? Đấy các bạn chạy lên nào. Các bạn sẽ bố trí một cái layout như vậy, hoặc là các bạn sẽ làm một cái card view. Để các bạn để trong cái card view đấy, các bạn gọi cái card view ra cũng được. Rồi nó bị lỗi gì? À quên đóng cái này. Các bạn kiếm cái hình bự bự xíu nha. Hoặc là có dán cái hình này cho nó bự ra. Rồi ok. Đây các bạn nhìn nào, cô đăng nhập nào. Thì nó sẽ là có một cái đây, cái quản lý đây. Các bạn click chuột vào đây, nó sẽ nhảy sang cái phần quản lý lớp. Nhưng cái này nó hơi nhỏ. Thì thông thường sau này các bạn làm những ứng dụng nó nhiều á thì các bạn nên làm nhỏ thôi, đừng làm lớn. Cái này là cô đang làm demo cho cái icon nó khoảng có 50 cái pixel thôi. Thế là rất là nhỏ. Các bạn để có thể bự hơn. Quản lý lớp, quản lý các bạn sẽ để đây. Nhưng mà để nó bự một xíu. Cô để này là nó không cân xứng nha. Tại vì nó trống. Các bạn có thể cho kích thước nó bự lên. Là giữ một kích thước này nè. Để các bạn để là ví dụ 100 DP chẳng hạn, giống như vậy. Đấy, cái này là 100 DP chẳng hạn. Như vậy, cho nó bừ ra. Đấy chưa, cái hình nó sẽ bừ lên. Giống như thế. Ok chưa? Đấy, cái hình nó sẽ bừ lên. À, nhưng mà thôi, cái này các bạn làm sau ha. Ok. Rồi, hoặc là các bạn tạo nó một cái card view, nhưng mà các bạn chưa học cái card view. À, hoặc là tạo một cái layout riêng cho nó, nhưng mà thôi không có chưa học, cho nên cái này các bạn khỏi cần. Rồi sau để các bạn chỉ cần copy cái này ra thôi. Đấy, cô copy cái này ra thôi. Thì anh này thông thường các bạn sẽ làm một cái hình trong đấy nó có luôn cũng được nữa. Đây anh này cô để là image view là sinh viên chẳng hạn. Anh này sẽ nằm ở bên tay phải của anh này đúng không? Nằm bên tay phải của anh này này. Ok chưa? Được chưa? Nó sẽ là align top to. Và nằm bên tay phải của anh kia ta để là gì đấy ạ? To right of của cái anh là image view lớp học. Thấy nằm bên phải chưa? Ok chưa? Nó cách khoảng là 150. Xa quá. 100. Đấy, nó cách khoảng 100, thấy chưa? Đổi cái hình khác đi nè. Cái này chỉ cần các bạn chịu khó làm thôi chứ không có gì khó hết trơn. Đây, cái này là sinh viên nè. Thấy chưa? Làm cái icon khác chưa? Được chưa? Đúng không? Rồi, nằm bên trái và align top là xong. Ok, hai ông này ngang hàng rồi. Đấy, khoan tôi bỏ cái quản lý lớp. Rồi, ok. Ông này lại nằm below. Như ông này. Đây, ông này nằm below, không phải below lớp học. Mà below apparent right, chứ không phải là left nữa, right. Được chưa? Ông ấy nằm below ông nào ạ? À? Below ông im sinh viên, đúng rồi. Dưới ông sinh viên nè.
Và ông không Marine Life, à không, khỏi khỏi cần below sinh viên cũng được, hoặc là ông sẽ là Triop, Triop của cái ông ID thế này đấy, image view, tech view, hôm nay chưa có ID, hôm nay ID là tech view, tech view lớp học. Đấy, bỏ cái này đi, bỏ write off đi, à quên, bỏ write to này đi, đó, thấy chưa? Rồi marine life, marine life mà để khoảng để 150, ok, đó, nó như vậy, các bạn cần chỉnh sửa nó thôi, ok chưa? Rồi các bạn thêm cái đổi mật khẩu và thêm cái exit vào, được chưa? Thêm cái đổi mật khẩu và exit vào. Đấy. Rồi xong cái giao diện nhá, cái giao diện à, nó chưa đầy đủ nhưng mà các bạn không sửa nữa nha, về các bạn sửa tiếp. Bây giờ tôi chạy lại các bạn coi đã. Bây giờ là layout, là giao diện, là giao diện, tôi copy giao diện vào đây các bạn tham khảo nè, được chưa? Đó, copy cái giao diện vào các bạn tham khảo đấy nhá. Thử coi lại nhá, đăng nhập nào. Đấy, ra chưa? Ok chưa? Hai icon hai bên, các bạn thêm mấy cái icon nữa là xong. Được chưa? Ok. Rồi bây giờ nhá, cô sẽ click vào đến phần này rồi thì tôi sẽ lựa chọn cái menu. Đấy, cái này được coi là một cái dạng menu. Đúng không ạ? Thì ví dụ như bây giờ cô sẽ chọn vào lớp, click chuột vào cái hình quản lý lớp này. Các bạn có thể để nó vào một cái layout cũng được nhá. Tôi click vào cái quản lý lớp này, tôi sẽ nhảy sang cái phần quản lý lớp, được chưa? Cái phần quản lý lớp này bữa trước đã tạo chưa? Tạo rồi đúng không? Tạo rồi, sinh viên vào lớp bữa trước tạo rồi đúng không? Thì tôi bê sang đây cho các bạn coi luôn nhá. Đây nè, bây giờ đến cái phần quản lý lớp nè, click chuột vào anh quản lý lớp nè. Đấy, ta sang cái giao diện, ta sang cái layout, sang Java nhá. Đây, main, cái main của cô đâu? Cái main à? Bây giờ ta sẽ phải tham chiếu này các bạn. Ở đây ta click vào, ví dụ cô click vào image view nhá. Thì cô sẽ có nè, tôi sẽ ghép hai anh này về image view lớp học và image view sinh viên. Đây, image view. Image view lớp, image view sinh viên. Các bạn cũng phải file view by đi. Sẽ gắn bằng file view id r.id image view lớp sinh viên, cũng file view id thấy chưa? Rồi bây giờ là on click nè. Bây giờ các bạn lớp học nằm ở đâu, bây giờ cô mở ra nè, cái này là demo rồi. Demo rồi, SQLite nè. Mở SQLite nha, cái bài SQLite hôm bữa nè. Ok. Rồi, bây giờ cô sẽ vào cái lớp học này, nhìn nè. Cô copy các bạn nhá, cái lớp học nè. Cái layout lớp học nè. Lớp học. Đây. Có phải cái layout lớp học đấy không? Đúng chưa? Cô Carona, Carona C nè. À quên, cô copy luôn anh này. Copy sang đây nhá. Cái này làm rồi, các bạn vào cái này layout, các bạn paste. Đấy, các bạn đổi tên Activity lớp học nhá.
Ok chưa? Rồi. Anh này không được, anh này nó sẽ bị lỗi tại vì anh này các bạn cài chưa ạ? Chưa cài. Anh này chưa cài. Muốn cài anh này thì ta phải cài cái gì ạ? Floating button ta phải cài cái gì ạ? Trong cái gì? Anh này có cắt game không? Nếu anh này còn chơi game là tôi ngưng luôn đấy nha. Các bạn đừng nói tại sao các bạn không làm được bài. Tôi demo các bạn từng cái một nữa. Các bạn về không chịu làm thì làm sao làm được. Ngay lúc tôi demo đây các bạn ngồi các bạn có chơi game ở dưới thì làm gì? Làm cái gì? Học đâu phải tại tôi đâu. Nó cái này nó đâu phải khó. Tại các bạn không làm thôi chứ đâu phải khó. Rồi muốn add cái anh mà floating button á thì trong cái build gray đây nè. Module nè. Các bạn copy cái chuỗi này cho cô nè. Copy cái chuỗi implement đây nè. Các bạn đưa vào cái build gray ở bên này nè. Đấy các bạn vào build gray module nạp nè. Các bạn copy vào đây. Copy xong thì nó sẽ yêu cầu các bạn synchronize. Các bạn thấy cái góc trên cùng bên tay phải này nè. Nó có Sync Now nè. Các bạn click vào Sync nè. Khi nó đồng bộ á, thì nó sẽ down về. Down các cái tài nguyên này về. Đúng không ạ? Nó down các tài nguyên này về. Đấy khi nào nó down xong thì là ok. Đấy cái chuỗi này. Đó là thành công. Thì cái đấy các bạn vào cái activity lớp á thì các bạn sẽ thấy được cái để icon rồi. Bây giờ icon add này thiếu thì các bạn cũng vào các bạn copy luôn. Drawable, các bạn có icon add này, các bạn Ctrl C, các bạn tôi copy luôn mấy anh này nè. Edit nè. Đấy copy vào drawable luôn nè. Đó ok. Được chưa? Là nó sẽ hết lỗi nha. Đấy, đây hết lỗi. Được chưa? Đấy, em. Rồi, đó là xong. Ta copy xong cái giao diện lớp học. Bây giờ ta sang cái copy thêm cái activity lớp học. Đây. Activity lớp học ở đây là nó chính là main ở bên này á. Cô copy nè. Cô Ctrl V vào đây. Đấy, các bạn đừng có để là main activity tại vì nó trùng. Các bạn để cho cô là cái lớp học activity. Được chưa? Thì ở đây các bạn thấy là nó sẽ thiếu cái module lớp học nè. Ở đây nè. Thì ta copy cái module lớp học vào. Ta đưa vào đây. Đó, xong được cái module lớp học. Đó, hết lỗi. Đấy, cái này import vô nữa là nó hết lỗi. Được chưa? Cái nào import dư thì xóa đi. Mấy cái này cô xóa đi nha. Import mà nó sai là cô xóa đi. Rồi lớp học adapter chưa có. Ta vào đây ta lấy cái lớp học adapter. Cái này các bạn coi lại mấy cái video cũ á, là cô làm rồi. À thì các bạn, đây cái này cũng import nó vào nè. Chỗ nào mà lỗi import các bạn xóa nó đi. Ok. Đấy các bạn ra xuống xem lỗi cái gì đây. Import error vẫn lỗi nè. Đổi import error. Đấy, layout lớp học item chưa có đúng không? Đấy, lớp học item chưa có này các bạn. Tí nữa ta copy tiếp. Import anh này vào. Đấy, lớp học down chưa có nè. Ta copy luôn lớp học down nè. Đấy, tôi mở ra. DB helper chưa có nè. Copy luôn cái DB helper nè. Thấy không ạ?
Đấy, vào database này. Ok. Rồi, bây giờ ta check là xem còn thiếu gì. Cái này ok, cái này không lỗi nha. Rồi, lớp học down nè, thiếu DB helper nè, import vô nè. Ok, cái nào import lỗi xóa hết. Rồi, lớp học chưa có nè, import vô nè. Xong. Là cái này hết lỗi. Được chưa? Rồi, lớp học adapter nè. À, thiếu cái lớp học item. Thiếu cái lớp học item. Được chưa? Đây, lớp học item ở đây. Ok, Ctrl C, copy lớp học item. Đấy, copy vào. Hai hình này khi nãy có rồi. Đấy, thì anh này lập tức hết lỗi. Được chưa? Lớp học edit chưa có. Cái này tôi chưa làm thì tôi comment nó lại nha. Ok chưa? Đấy, chỗ này chưa làm tao comment nó lại. Không, các bạn có copy nhiều quá thì chưa làm gì hết, comment nó lại. Rồi, lớp học down tôi import vô. Ok. Cái này không phải là main activity mà cái này là lớp học activity. À, đấy, thay chỗ này. Đấy, cái này là lớp học insert. Chưa có, tôi chưa làm vội. Ok, comment chỗ này lại. Hết lỗi nha. Rồi bây giờ tôi chạy lại nè các bạn nhìn nhé. À, tôi chưa set on click. Rồi bây giờ nè, tôi từ main nè, các bạn nhìn nhá, tôi từ main tôi nhảy sang cái lớp học activity. Ok chưa? Rồi bây giờ tôi viết cái hàm nè. Image view lớp học chấm set on click. New on click. Chưa, để nhảy sang cái kia ta làm gì ạ? Intent. Y gắn bằng new intent. Đối số đầu tiên truyền vào là gì đấy ạ? Main activity chấm dit. Rồi nhảy sang lớp học activity chấm gì ạ? Chấm class. Rồi, rồi các bạn mới start activity được intent vào. Ok chưa? Rồi bây giờ chạy lại nè. Rồi đăng nhập nào. Ok, quản lý lớp nào, click vào nào. Rồi nó lỗi nha, coi lỗi gì nào. À, activity not found nha các bạn. Đọc nhìn lỗi nào. Các bạn nào nghe. Lỗi nha. Đọc lỗi nào, đọc lỗi cũng là một kinh nghiệm các bạn, sau này sửa lỗi nào. Nó bảo lỗi là activity not found exception, tức là nó không tìm thấy cái activity là lớp học activity. Đấy, nó bảo lỗi nó không tìm thấy cái lớp học. Thì lý do khi nãy là mình copy sang đúng không? Mình copy sang thì mình phải khai báo nó vào đây. Hiện tại bên này là chưa có cái lớp học activity. Đấy, các bạn phải khai báo đây nè. Để đâu cũng được nhé, để phía dưới này cũng được nè. Đấy, các bạn để là cái activity. Name là lớp học activity. Là xong. Được chưa? Đó, chạy lại nè. Đấy. Tức là nó lỗi, các bạn phải biết là lỗi gì để sau này các bạn sửa. Hiểu không ạ? Các bạn phải chịu khó đọc lỗi nha. Rồi chạy lại nè, đăng nhập nè. Rồi quản lý lớp nè.
lỗi nữa hả? Gì lỗi nhiều dữ gì? Rồi ta đọc lỗi gì nè? Noon point nè. Trời ơi lại noon point. Lớp học activity bị noon nè. À cái list view file LV lớp học. Khoan, list view set adapter, list view lớp học. À cái này cô để vào activity main là thấy không? Sai đúng không? Cái này phải là activity lớp, lớp học, đúng rồi, thấy không? Đấy mình copy sang, đôi khi nó sẽ có một cái số thiếu sót nào đấy là chuyện bình thường ha. Đấy nó lỗi mình sửa, mình coi lỗi ở đâu mình sửa. Đấy chạy lại thế thôi. Ok rồi, bây giờ đăng nhập lại nè, quản lý lớp học nè, ra lớp học chưa, đây chưa, vậy thôi các bạn. Assignment mình có ráp vô vậy thôi chứ có gì đâu, đúng không? Đó là được một nửa assignment rồi đó. Thêm cái sinh viên nó giống vậy nữa là được hai nửa assignment đó. Vấn đề các bạn bị lỗi, các bạn phải coi lỗi gì và đưa, ví dụ các bạn đưa cho cô coi lỗi gì, đừng có gửi chụp hình gửi cho cô nha. Nhiều bạn còn gửi mail, tôi nói gửi mail mà để khi gửi nửa đêm xong cô làm sao cô đọc được. Chat đi cho nó nhanh. Với thứ hai nữa, có nhiều lúc á phải team view, tại vì là nó báo lỗi mà không biết lỗi gì luôn á, hiểu không? Cái chuyện team view là chuyện bình thường, các bạn có thể nhắn tin mà, gửi mail sao biết, đúng không? Cô còn phải trao đổi các bạn xem lỗi đấy là lỗi gì, nó nằm ở đâu nữa, hiểu ý không? Ơ gửi mail cho tôi, gửi mail xong cô cắn lưới luôn, hiểu không? Đây các bạn phải chịu khó tương tác nha. Đó là xong rồi các bạn. Đó, insert vô, nhảy ra insert, update, delete là xong. Cái này vừa trước vừa demo rồi, cái phần insert rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, qua cái phần đổi mật khẩu nè, tao back lại một xíu nè. Đấy nha, tôi sẽ làm một cái nữa là đổi mật khẩu, hiểu không ạ? Rồi copy anh này xuống nè. À, tao khoan qua cái guộc cái đã. Guộc cái này là layout nè, xong cái này cô để là, cái này là gì đấy ạ? Chuyển sang gì ạ? À, code Java nè. Code Java nè. Cái main activity nè. Đấy, nó có vậy thôi đó. Thấy không? Đây, code Java có vậy thôi đó, để nhảy sang cái lớp học activity nè. Các chức năng khác thì viết code tương tự. Chưa? Đấy vậy thôi. Rồi. Ok. Rồi để ta đi vào các chức năng nè. Chức năng mà quản lý lớp học nè. Chức năng là quản lý sinh viên nè. Chức năng là đổi mật khẩu đúng không? Đổi mật khẩu nè. Và chức năng đăng xuất nè. Đúng chưa? Rồi, chức năng quản lý lớp học nè. Giao diện nè. Đấy. Giao diện của nó đây các bạn. Đây, giao diện đó. Đây, quản lý lớp học. Xem thêm sửa xóa là hết rồi đúng không? Là xong rồi.
Rau diền à? Đó, rau diền vậy thôi đó các bạn. Cái này demo hết rồi, cái gì đâu. Ok. Các bạn phải chịu khó cốt. Cốt mà lỗi thì chịu khó hỏi xíu. Sao mà nó thu nhỏ, nó không có nhảy lên rồi. Đấy, cho nó nhảy lên đi cho nó gòn ra. Đó. Vậy thôi. Rồi bây giờ nè, cái list view nè. Đây các bạn nhá, rau diền nè. Cái cốt rau diền nè. Đây cốt rau diền nè. Cốt rau diền nè. Trong cái list view nè. Lớp học đâu? Activity lớp học nè. Đấy, cốt rau diền như vậy thôi. Đó. Để chạy được cái floating button. Đúng không? Để add được floating action button, ta cần thêm, cần cài thêm, add thêm thư viện material. Ok. Vào cái app chấm gray build gradle. Đây nè, build gradle được chưa? Mưa build gradle. Copy dòng lệnh vào implement phiên mình. Sau đó click chuột vào synchronize. Từ từ các bạn ơi, các bạn ơi. Đây, copy cái dòng lệnh này vào. Chưa? Ok chưa? Tức là các bạn copy cái dòng lệnh này vào nè. Đấy, sau để nhấn synchronize now nè. Thì add được cái floating button nè. Cái này hướng dẫn rồi, nhưng mà bây giờ cũng copy lại cho các bạn nè.
chưa? Rồi xong cái floating giao diện nào, code Java nào. Lớp học activity nè. Trong đó các class viết như sau, một là model lớp học, DB helper, ok chưa? Rồi có thắc mắc gì nữa không? Ok chưa? Đã hiểu cách vận hành chưa? Các bạn làm thêm nút back hoặc là nút quay về của nó trên này nè. Trên này làm một nút back ở trên này hoặc là dùng đỡ cái nút back này cũng được. Đó, đấy nó quay về, nhưng mà tốt nhất là có nút back ở trên này. Cô sẽ gửi code cho các bạn cái nút back. Nhưng mà họ các bạn tạo ra một cái giao diện mà để coi nó có về, có cho nó về cái trang chủ á, trang home á. Được chưa? Đấy. Vậy thôi. Đó, và bấm vào sinh viên thì nó sẽ vào sinh viên, bấm vào lớp học nó sẽ vào lớp học nhá. Ok chưa? Là xong cái dự án rồi. Bây giờ cô sẽ bổ sung thêm nè, bổ sung các bạn thêm cái nữa là đổi mật khẩu và đăng xuất nha. Ok, thêm một hai ô nữa là đổi mật khẩu và đăng xuất. Cô đóng cái này đi ha. Đây à, cái main ra cái này đâu khó đâu, các bạn về chỉ khó cày code rồi là xong, có gì đâu. Đây cô cũng copy cái này nha. Đây
Cái này cô sẽ để là đổi mật khẩu. ID đổi mật khẩu nè. Rồi bộ cái này là cái gì ta? Class mật khẩu nè. Đúng rồi. Marine top 200 300 đi. 350. Đó 400. Margin life online parent top 2 và below. Below ID của anh kia là email tech view lớp học. Cái này các bạn để là 50 dp. Ok, cân chỉnh chưa? Thấy chưa? Rất dễ đúng không? Cái chữ tạm thời bỏ qua đi. Cái này cô để là hơi nhức đầu. Rồi mật khẩu. Đây. Cái này cô để là đổi mật khẩu. Cái này là cô để là nó nằm dưới cái anh image view. Đổi mật khẩu. Không write up anh nào cả. Align parent right left to. Đấy, và nó sẽ cách cái này là 50 dp, thấy không? Đó, nằm dưới các bạn. Được chưa? Ok. Rồi đăng xuất thì nó sẽ nhảy ra cái gì ạ? Nhảy ra trang login. Khi đăng xuất nó sẽ nhảy ra trang login đúng không? Đúng rồi. Cái đăng xuất thì nó sẽ phải nhảy chuyển sang trang gì ạ? Login activity đúng rồi. Đấy, đơn giản vậy thôi. Thực ra cái này rất ít chức năng các bạn nha. Các bạn làm rất đơn giản luôn. Đây. Copy image view anh này. Anh này là image view là log out đi. Đăng xuất. Top cái này là 400. Đẩy xuống chưa? Đấy. Cái này là Dryer Tech View. Đổi mật khẩu. Đó, anh below anh nào. Email log out. Đấy xong. Được chưa? Đấy bốn hình xong rồi. Con hình này cô đổi lại là thành hình gì ạ? Hình cái này là exit. Đấy. Ủa, exit mà nó phải edit đâu. Đâu rồi? Đó, ok chưa? Rồi, vậy thôi. Còn code nào, code các bạn lấy cái hình này nè, mấy cái hình này ra thôi. Đây, code main activity nè. Email view sinh viên nè, email image view đổi mật khẩu nè. Image view exit nè. Đúng không?
Copy hai anh này vô thôi. Và các bạn thêm chức năng tương tự thôi, có gì đâu. Đấy, cái anh này là Image View đổi mật khẩu nè. Đổi mật khẩu nè. Image View Exit nè. Log out chứ. Chưa. Rồi, các bạn thêm chức năng vào đây đây, các bạn chỉ cần copy nè, Ctrl C nè. Thậm chí các bạn không cần gõ luôn. Ctrl C nè. V nè. Ở đây ta có Image View là sinh viên nè. Cái này thì đương nhiên sẽ nhảy sang sinh viên là đúng không? Comment lại nè. Đúng chưa? Nhảy sang sinh viên thì các bạn tạo sinh viên nó sẽ nhảy sang. Bây giờ chưa tạo thì thôi. Cái này sẽ là đổi mật khẩu nè. Cái này sẽ là change password nè. Ok chưa? Còn cái này thoát nè. Exit nè. Thì có phải là qua cái gì đấy ạ? Login đúng rồi. Login activity thôi. Đúng chưa? Rồi, chạy nè. Chạy thử nha. Cái này các bạn chưa làm, các bạn tót ra cái là tôi chưa làm gì. Ví dụ vậy như thế, mình tót ra cái thông báo như vậy. Cô sẽ còn một phần nữa sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn tạo account, tạo một cái bảng là yêu người dùng nữa. Để cái bài cuối cô sẽ hướng dẫn. Tức là cô sẽ tạo người dùng. Các bạn khi đăng nhập các bạn phải check cái username password của người dùng ở trong cái database. Hiểu không? Check nó có thì mới được vào, không có thôi cái này chưa làm. Với cái thứ hai tôi cần hướng dẫn các bạn nữa là các bạn lấy, khi mà các bạn nhập sinh viên á, các bạn lấy cái mã lớp á, thì phải dùng spinner. Hiểu không ạ? Dùng spinner để đổ ra. Ok chưa? Là hiện tại là cô chỉ mới thêm được một phần cho các bạn, đó là phần là cái này tính chuyển sao nha nè. Exit nè, quản lý lớp nè, nó bay ra đúng chưa? Ok chưa? Rồi đăng nhập lại nè. Rồi đổi mật khẩu nè. Quay qua đổi mật khẩu. Đúng không? Vậy thôi. Còn chức năng ta sẽ viết tiếp. Cái này lớp học là quản lý lớp nè. Thấy chưa? Thấy không ạ? Cái này làm rồi. Ok chưa? Chứ mình chỉ ráp vô nó thôi. Được chưa? Ok không ạ? Bây giờ các bạn phải tự mình làm đi. Lỗi thì cô sửa. Các bạn phải làm. Còn các bây giờ các bạn không làm mà nó không hiểu thì cô cũng bỏ tay. Tại vì các bạn phải bắt tay vào làm thì mới biết mình hiểu hay không hiểu chỗ nào. Nếu như không biết chỗ nào là cô ơi chỗ này em không làm được thì cái đấy cô sẽ chỉ cái chỗ đấy. Chứ bây giờ nếu như không làm gì cả mà nói em không hiểu là cái đấy không biết luôn, không biết làm sao để cho các bạn hiểu luôn. Tại vì là khi cô hướng dẫn các bạn ấy là cô đã hướng dẫn từng bước làm từng phần, cuối cùng các bạn chỉ ráp lại thôi. Đó. Mà đương nhiên nó sẽ phải khác cái môn Java. Tại vì các bạn Java nó sẽ dễ hơn ở chỗ là các bạn nếu các bạn làm một cái swing, cái Java swing ấy, các bạn kéo thả là nó chạy đúng cái đấy luôn. Còn cái này nó phải tích hợp giữa activity và cái layout, nó đã khó cho các bạn rồi. Hiểu không ạ? Trước kể các bạn phải gọi cái này gọi cái kia thì đương nhiên cái môn này nó sẽ không dễ. Hiểu không? Nhưng không có nghĩa là không dễ mà các bạn bỏ. Bỏ thì coi như bỏ luôn. Nếu mà này cô không hướng dẫn thì này, các bạn không biết làm, không biết làm sao. Đằng này đã hướng dẫn hết rồi, chỉ cần coi video làm lại đúng cái hướng dẫn thôi. Hiểu không? Chỗ nào không hiểu thì cô sẽ hướng dẫn lại. Được chưa? Hoặc là lỗi thì sẽ fix lỗi. Đấy, học đơn giản vậy thôi đó. Đấy, ông kia tôi làm xong là ông ở dưới ông cũng làm xong rồi kìa. Đó, ông vẽ xong rồi kìa, thế thôi. Làm đơn giản vậy thôi. Đấy, trên này cô làm là dưới bàn làm cũng làm tương tự thế không? Đấy, thậm chí làm đẹp hơn cô. Đấy, chuyện rất là bình thường, học là vậy. Hiểu không ạ? Học là như vậy. Ở dưới các bạn ngồi chơi hay ngồi làm gì đó, ông là ngồi, ông làm xong rồi kìa. Đấy, tiếc gì tôi không cho ông điểm cao. Đúng không? Đấy, chịu khó vậy á. Ok.